saw on the right side. Right when you drove down. Yeah. I'll call you. Lạnh thì cúng Phật, nước trà thì cúng cô hồn. Thưa quý vị, niên trưởng hải quân, cái niên trưởng đại diện cho các bộ đoàn. Kính thưa các hào nhân sĩ, vào cái thời gian này 37 năm về trước, ngày 19 tháng 1 năm 1974, mở màn cho một trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng. Trận chiến đã xảy ra rất là khốc liệt. Mặc dù bị cô thế và sức yếu của một nước nhỏ so với một nước lớn gấp 100 lần, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu dũng mãnh và can đảm và đã gây thiệt hại lớn cho Hải quân Trung Cộng, với các tàu chiến của Trung Cộng đã bị cháy và bị hư hại nặng nề. Các tài liệu chứng minh gần đây đã được giải mật và được tìm thấy từ phía Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và cả phía Trung Cộng. Các nhà viết sử khách quan đã ghi lại những dữ kiện phong phú về trận hải chiến Hoàng Sa. Theo đó, sự can đảm và mưu lược, khả năng chiến đấu cao cả của các chiến hữu hải quân tham chiến đã được ghi nhận. Chúng ta có thể tham khảo cái chi tiết trong các tài liệu trên cái website Hoàng Sa 74. Chipo.com. Nhưng thưa quý vị, Hàm trưởng Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Hà hy sinh theo con tàu cùng một số sĩ quan thủy thủ khác. Thân xác họ đã theo con tàu vùi sâu trong biển Đông, của biển cả trở về cho biển cả. Với cái sự nghiệp của Hải quân, họ đã đền nợ nước. Nhắc lại các cái trang sử này, chúng ta không khỏi bùi ngùi và xúc động, nhưng chúng ta cũng hạnh diện là thời nào chúng ta có những anh hùng vị quốc quan thân. Bên kia bờ đại dương, biển Đông vẫn muôn trùng sóng gió, biển cả ôm ấp thác xanh. Các con tàu và các thân xác của anh em hải quân đã hy sinh vì tổ quốc. Hôm nay quý vị và các anh chị em trong gia đình hải quân và được sự kết hợp cộng đồng Việt Nam Senego, Hội Đền Hùng, Hội Hải quân và Liên Hội Cứu Trẻ long trọng tổ chức cái ngày lịch sử của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hôm nay. Chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các anh hùng tử sĩ hải quân và đồng bào đã góp sức đóng góp cho bảo vệ đất nước. Lời truy điệu và cầu nguyện hôm nay như là một sự tri ân để nhắc nhở cho chúng ta nhớ về lịch sử. Vòng hoa, những nén hương là lòng của quý vị gửi về cho các chiến hữu hải quân đã hy sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hồng thiêng sóc núi giúp cho chúng ta chân cứng đá mềm, noi gương tiền nhân. Chúng ta cùng góp sức quang phục quê hương, tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi trong lòng của chúng ta. Hùng vương dựng nước, con cháu của hùng vương dựng nước và nhất thiết không chịu thắng nước. Xin thưa toàn thể quý vị và các đại diện các hội đoàn, đó là lời phát biểu của ban tổ chức. Để đi vào nghi thức, chúng tôi xin toàn thể quý vị làm lễ chào cờ. Lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Xin chúng ta cùng hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Chào Tây, chào. Ngày công dân ơi, đứng lên đời đời sông núi. Cùng đi đi xin chữ gì thật sâu. Vì tương lai của dân cùng sông pha khói đen, làm sao cho núi sông từ nay luôn cho tay phơi trên nước cao. Đưa công dân ơi, mở hiếp thần dưới đưa công dân ơi, mở làm cho khói mở phát cường tặng ba vé vàng, cờ sông sông dân nghìn năm.
trăm trồng đông la bờ. Để tưởng nhớ những phút tổ, những anh hùng liệt nữ đã bị phúc quan thân trong chiến sĩ và anh hùng đã hy sinh tự do và dân chủ. Và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình trong ngục tù của cộng sản và trên các tuyến đường hương chịu tự do. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ 74 vị tổ chiến sĩ hải quân cũng như các đơn vị bạn đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị Thượng tọa Thích Huệ Giáo, trụ sứ chùa Vạn Phước Meramesa và ban tụng niệm. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu ông Trần Văn Hoạch và ông Mai Đăng Luân, đại diện cho hội đền hùng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Anh, chi hội trưởng chi hội nhảy dù Senego và anh Nguyễn Quý Như Hồ Phó. Tôi xin trân trọng kính giới thiệu anh Bùi Ngọc Thủy và anh Trần Văn Ký, đại diện trong tập thể từ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Senego. Tôi xin trân trọng giới thiệu Trần Văn Tiến, liên trưởng Trần Văn Tiến và anh Đỗ Văn Quý, đại diện trong quân quân Senego. Trần Văn Hải và liên trưởng Lê Văn Trợ, Đào Trung Phú và tất cả các em trong hải quân có mặt ngày hôm nay. Trọng kính giới thiệu anh Trần Ngọc Dương, đại diện cho gia đình thiết giáp Senego. Trọng kính giới thiệu anh Lê Sang, đại diện cho việc cách dù Senego. Và xin giới thiệu anh Trần Đức Hiền và một em sinh viên đại diện cho Liên hội tuổi trẻ về tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy xin giới thiệu các thân hào nhân sĩ địa phương và các anh chị em quân nhân ở đây. Đây chúng con xin Chúa phù hộ cho nhân dân
Nam đang phản đường cộng sản bách hẳn. Đất nước chúng ta hiện nay đang ở trong tình trạng nguy hiểm, bị hán hóa. Điều ấy mọi người chắc đã biết rõ. Ở đây, với tư cách là một người thủy thủ đã có một chút kinh nghiệm cụ thể về việc người tàu xâm phạm vào lãnh thổ chúng ta, kể câu chuyện. Khi chúng ta bận bịu sơ hở thì người tàu bằng mọi cách đã lấn chiếm đất đai chúng ta. Điều ấy không phải mới đây mới xảy ra. Trong lịch sử hàng ngàn năm, chúng ta đã từng bị cái tàu đô hộ. Các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn không thời nào chúng ta không phải gắng sức đổ máu để chống đất nước. Và người tàu lúc đó, người tàu Đài Loan lúc đó đang cùng chúng ta chống Trung Cộng, chống Việt Cộng. Nhưng trên thực tế, khi chúng ta sơ hở, họ vẫn chiếm đất nước của chúng ta. Điều đó nói gì? Nói rằng người tàu nào, bất cứ ở đâu, cũng là người muốn chiếm đất đai của chúng ta cả. Đó là cái điều chúng tôi muốn được đích thân kể lại cho tất cả các những người biết. Và nhớ kỹ rằng đất nước của chúng ta đang lâm nguy và mối nguy hiểm thì hán hóa đang nguy hiểm hơn lúc nào hết. Cảm ơn quý vị. Có truyền nhiều năm trước, quý vị là phải nói lên những tiếng cũ và đồng hồ của các quân nhân dân. Quý vị thấy là bình dân, các quý vị có gì không? Tất cả các chiến sĩ hải quân anh hùng. Rồi.